xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Sau hơn 40 năm, để tri ân cho lòng nhân ái của chính phủ của các quốc gia tự do đã cưu mang người Việt tị nạn, để tưởng nhớ đến những thuyền nhân bất hạnh và cũng để làm di tích cho thế hệ mai sau với lòng ủng hộ của người Việt khắp nơi. Nhiều tượng đài tri ân và tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam đã được lập khắp nơi trên thế giới. Đây là một niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt tị nạn, một trang sử bi hùng của thuyền nhân Việt Nam đã được ghi lại. Tưởng niệm hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mình trên con đường đi tìm tự do, cho dù họ chết vì đói khát, vì bị hãm hiếp, vì kiệt sức hay vì bất cứ lý do nào khác. Chúng ta hãy cầu nguyện để họ được yên nghỉ dài lâu. Sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tượng đài thuyền nhân tị nạn cộng sản được thiết lập ở Nam California để tưởng nhớ đến đồng bào bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn cộng sản, sẽ là những vết nhơ không tẩy xóa được trong lịch sử nhân loại. 16 bia đá ghi tên người Việt đã bỏ mình oan khuất, đau khổ trên đường trốn chạy chế độ cộng sản Việt Nam. Tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster là hình ảnh biểu tượng tượng trưng quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon.